Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới, một ngày thứ sáu thật là vui vẻ nha. Thưa bà con, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York tiếp tục có tăng mạnh. Bây giờ mình mời bà con và mọi người theo mình theo dõi giá cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay tại địa phương Ngạc Tỉnh xem thử ra sao nha. Mong bà con và mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh Đà Farm với mình nha. Hãy cho mình xin một nút like, một nút đăng ký. Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Bây giờ mời bà con và mọi người theo mình theo dõi giá nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ sáu. Giá cà phê tại sàn cà phê Rota thì có tăng rất là mạnh bà con nha. Giá cụ thể kỳ hàng giao ngay tháng 9 tăng lên 71 đô lên 2.216 USD trên tấn. Kỳ hàng giao ngay tháng 11 tăng lên 74 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 1 tăng lên 73 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 năm 2023 tăng lên 70 đô bà con nha. Thưa bà con, cùng chiều tăng tại sàn cà phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ sáu. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica có tăng bà con nha. Giá cụ thể kỳ hàng giao ngay tháng 9 thì tăng lên 3,50 sen lên 223.95 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 12 tăng lên 3,90 sen. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 tăng lên 4,05 sen. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 năm 2023 tăng lên 4,00 sen bà con nha. Bây giờ Đài Phú Hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bản nhạc cà phê, bản nhạc tiêu ngày hôm nay tại địa phương Ngạc Tỉnh xem thử rồi ra sao nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022. Thưa bà con và mọi người, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ sáu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.